Chào quý vị và bà con. Trước mắt quý vị và bà con là cơ sở nhân giống và bảo tồn các nguồn gen cây quả quý hiếm tiêu biểu Hà Bưởi Ngon. Số điện thoại 0968129996. Địa chỉ thôn Tháp Thượng, đội 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nơi đây Hà Bưởi Ngon có rất nhiều giống bưởi quý hiếm. Tiêu biểu nhất là giống bưởi Quế Dương, bưởi Đường chín sớm, bưởi Diễn, bưởi Đỏ Hà Nội và giống chanh đào Quế Dương. Giống bưởi Đường chín sớm là một giống bưởi đặc sản cao cấp, chín vào dằm tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Bưởi Quế Dương chín vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, mà nhiều người nhầm bưởi chín sớm và Quế Dương là một giống, nhưng chính xác là có hai giống. Bưởi Đường chín sớm quả tương đương với bưởi Diễn, ăn ngọt thơm, đặc biệt ngọt rất là ngon, rất là khó tả, ngọt hơn cả bưởi Diễn và bưởi Quế Dương. Bưởi Quế Dương thì quả to từ cân 2 đến cân 8, nhiều quả 2 đến 3 cân. Mời quý vị vào con cùng theo dõi mô hình của Hà Bưởi Ngon để tham quan, tìm hiểu. Cũng như lúc này đang là thời gian bao trái bưởi, Hà Bưởi Ngon đang tiến hành cho công nhân bao trái bưởi. Năm nay sản lượng bưởi trong vườn nhà Hà Bưởi Ngon rất là sai đột biến. Đây là mô hình bảo tồn bưởi Quế Dương tại nhà Hà Bưởi Ngon. Quý vị bà con lưu ý, khi quyết định mua cây giống về trồng, bà con phải lưu ý thứ nhất, những người làm cây giống phải có vườn cây ăn quả đầu dòng đạt chất lượng. Đó là điều quan trọng nhất để có thể lấy được mắt ghép trên cây đầu dòng nhân giống để giữ được nguồn gen chuẩn cây bố mẹ. Như vậy khi quý vị và con trồng mới giữ được chất lượng, độ sai quả và nhanh cho quả, ít sâu bệnh giống như cây bố mẹ. Còn nếu không lấy giống trên những cây bưởi non tạp nham không chuẩn cây đầu dòng chưa đủ tuổi để sản xuất từ 8 đến 10 năm trở nên thì sẽ bị biến đổi nguồn gen thành giống bưởi nai. Cây phát triển rất tốt nhưng mà sẽ nâu cho quả, và cho quả chất lượng sẽ không thơm ngon và ít quả, nhiều sâu bệnh hơn so với cây đầu dòng. Nên quý bà con lưu ý, quan trọng nhất là phải lấy được mắt ghép trên cây đầu dòng giống như nhà Hà Bưởi Ngon. Thứ hai nữa là người làm cây giống phải có tâm để tư vấn hướng dẫn cho quý bà con giống bưởi nào nên trồng và giống bưởi nào không nên trồng. Bởi hiện nay có rất nhiều dự án phát triển nguồn gen bưởi địa phương, mà như Hà Bưởi Ngon biết, có những giống bưởi tuy quả rất sai, cây phát triển tốt, dễ làm, nhưng mà đầu ra của sản phẩm rất là khó do chất lượng không ngon, nhưng vẫn được truyền thông nhắc đến là một giống bưởi cao sản để đánh lừa bà con. Quý vị và con lưu ý, tốt nhất khi quyết định trồng một giống bưởi nào đó, bà con nên tìm hiểu và thưởng thức để quyết định. Phải được ăn quả giống như quý vị bà con trước và sau đến mua bưởi của Hà Bưởi Ngon
đều có thể được ăn quả tại vườn nhà mình. Để quyết định nên trồng hay không và hạt bưởi ngon, khẳng định giống bưởi của hạt bưởi ngon là cây đầu dòng có tại vườn nhà mình và chất lượng rất nhiều người đã từng mang đến các giống bưởi ở địa phương để so sánh nhưng đều không thể ngon bằng. Hiện nay Hà Bưởi Ngon đang tiến hành cho người bao trái bưởi. Và đây là giống bưởi đường chín sớm trên cây đầu dòng của nhà Hà Bưởi Ngon. Để tiện cho việc lao động trong vườn cây ăn quả nhà mình, quý bà con nên sắm cho mình một chiếc thang sắt như thế này với chiều cao khoảng từ 2m2 đến 2m5 bằng sắt hộp vuông 2. Nếu làm một chiếc thang như này giá chỉ khoảng từ 300 đến 400 nghìn và rất an toàn, tiện lợi hơn rất nhiều so với là thang nhôm. Bởi vì thang này quý vị đứng có thể dí chân mạnh sẽ cắm xuống đất thành 4. Chân cắm sâu xuống đất rất là chắc, khác với thang nhôm quý vị đứng ở trên cao sẽ bị lệch trọng lượng và dễ đổ gây tai nạn lao động. Nhưng riêng chiếc thang này quý vị đứng rất là chắc bởi vì 4 chân đã được cắm xuống đất theo trọng lực của người dẫm xuống và vác rất là nhẹ, cơ động. Thông thường có rất nhiều bà con còn thắc mắc hỏi Hà Bưởi Ngon bao trái bưởi như thế này có ảnh hưởng gì đến chất lượng quả hay không, và do túi bao quả ngay từ nhỏ như này, quả ở trong túi bóng, túi giấy sẽ không có ánh sáng thì sau này quả màu xanh hay là màu như thế nào. Hà Bưởi Ngon có thể nói luôn, quả bưởi khi được bao túi như này, sau khi cởi ra trước khi thu hoạch khoảng 1 tháng hoặc 45 ngày, gặp ánh sáng trực tiếp, quả sẽ lên màu vàng rất đẹp, không có tì vết, không bị ruồi vàng châm. Quả ở trong túi bao trái sẽ lớn hơn, nhanh hơn rất nhiều so với quả không bao trái. Vì thế bà con sẽ được lợi hơn do những quả loại 2 có thể lớn lên thành loại 1 nên bán được giá cao hơn. Và hai nữa, quả trong túi bao trái sẽ ít hạt hơn so với những vườn không bao trái. Chất lượng quả thì khẳng định có thể ngon hơn hay không ngon hơn là do quý vị bà con chăm bón đúng quy trình, đúng liều lượng phân bón. Nhưng riêng bao trái mã sẽ đẹp hơn, quả lớn hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với quý vị không bao. Bởi vì nếu không bao, do thời tiết nắng nóng có thể cháy giám, làm rụng quả, giảm sản lượng. Thứ hai, mã xấu hơn. Đương nhiên giá thành khi thu mua sẽ hạ thấp hơn, vừa mất số lượng vừa mất chất lượng. Thì bà con biết đương nhiên sẽ giảm kinh tế. Túi bao trái này bà con có thể dùng được từ 3 đến 4 năm. Khi túi bao trái ở trên miệng có một sợi dây thép, dùng 1-2 năm sẽ mục túi
như này. Dây thép dùng 1-2 năm sẽ oxy hóa. Quý vị không nên vứt bỏ mà vẫn dùng lại bằng cách mua một sợi dây thép nhỏ, khoảng 1 ni, nhỏ hơn sợi dây thép như này. Cắt khoảng 8cm và bao vào xung quanh đây thay sợi dây thép có sẵn, là quý vị và con có thể yên tâm dùng được, không sao. Và trước khi bao, quý vị phải phun thuốc phòng trừ dẹp sáp và kiến. Đồng thời quét dầu thải xe máy lên miệng túi và đáy túi như này. Quý vị và con có thể nhìn thấy màu hơi sậm hơn một tí ở đáy túi này và ở miệng túi đây. Đây là giấy chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Trung tâm chứng nhận phù hợp quy xét, do Hà Bưởi Ngon đứng đầu nhóm sản xuất bưởi an toàn theo hướng Việt Gáp. Còn bên cạnh đây là giấy khen của Hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội cấp cho cơ sở sản xuất cây giống quý hiếm và bưởi thương phẩm chất lượng cao của Hà Bưởi Ngon. Đây là chứng nhận của Trung tâm Phát triển giống cây trồng Hà Nội về lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý cây trồng, chăm sóc cây ăn quả cho cán bộ hộ nông dân sản xuất giỏi năm 2013. Còn đây là chứng nhận của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, Chi cục Bảo vệ Thực vật về tham gia khóa huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp và hoa quả an toàn 2013.